Vãi trưởng, sao lại thế nhỉ? Trường học yên ắng quá. Hôm nay không phải là tập trung sao mà lại không có người nhỉ? Có lẽ nào tất cả mọi người ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi nghe rằng hồ đốn gần đây có xuất hiện ma sói. Có lẽ nào? Không ổn rồi, phải hỏi bác bảo vệ xem tình hình thế nào. Bác bảo vệ ơi, có chuyện gì xảy ra sao mà không thấy ai hết vậy à? Nghỉ hè ăn nhiều quá lú rồi sao? Vẫn đang trong kỳ nghỉ hè làm gì có ai? Đúng là cô bé ngốc nghếch. Ảo thật đấy, vẫn đang trong kỳ nghỉ hè á. Rõ ràng là tôi thấy nhắn trong nhóm là hôm nay đi tập trung tại trường. Từ khi bị nhốt ở rừng sói có mấy ngày thôi mà tôi thường xuyên bị ảo giác. Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa đây. Tốt nhất là tôi lên báo cảnh sát cho chắc chắn hơn. Đến đồn cảnh sát ở gần trường rồi. Chú cảnh sát ơi, cháu muốn báo án. Có chuyện gì nói xem. Cách đây vài ngày, cháu và các bạn cùng lớp có đi dã ngoại. Kết quả đã gặp phải câu đó về người sói và thầy giáo chính là người sói. Thầy ấy đã giết các bạn cùng lớp, chỉ còn mỗi cháu sống sót thôi. Cháu có chắc điều này là đúng không? Vâng. Tôi sẽ ghi lại tình tiết và điều tra ngay. Bạn phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói đó. Bây giờ tôi sẽ cùng với bạn đi đến trường để điều tra sự việc này. Đi thôi chú ơi. Xin chào, tôi là cảnh sát thành phố chúng ta. Xin hỏi hiệu trưởng có ở trường không? Xin chào, vừa tôi thấy hiệu trưởng đang làm việc trong văn phòng. Được rồi, cảm ơn nhé. Chúng ta mau đến văn phòng hiệu trưởng nào. Vâng, văn phòng hiệu trưởng ở trên tầng của tòa nhà phía trước đó chú. Gớm, văn phòng hiệu trưởng gì mà xa thế, đi mỏi hết cả chân. Xin chào hiệu trưởng, tôi là cảnh sát. Chào đồng chí, tôi có thể giúp gì đồng chí? Tôi nhận được tin báo rằng có thầy giáo ở đây đã biến thành người sói và giết hại các học sinh. Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Giáo viên đó rất giống thầy, giáo viên đó chủ nhiệm lớp đen xì xì đó. Em là cô gái đen xì, lớp chúng em đã tham gia một chuyến dã ngoại. Em nói gì mà thầy không hiểu gì luôn. Không có giáo viên nào chủ nhiệm lớp đen xì cả. Và cũng không có giáo viên nào giống thầy. Có phải em bị sao không? Sao có thể chứ? Đồng chí cảnh sát, tôi nghi ngờ em này mới trốn chạy ra nói bừa đó. Em không bị bệnh, những gì em nói là đúng. Em đã nói là em không bị bệnh, tại sao lại đưa em đến viện tâm thần? Đi nhanh lên nào, đừng có giở chiêu trò gì đấy. Thật là khổ quá mà. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ an toàn khi rời khỏi rừng sói. Ai ngờ lại bị đưa đến viện tâm thần là thế nào? Chào viện trưởng, em học sinh này có vấn đề về tâm thần rồi, liên tục nói nhảm sai sự thật. Những gì tôi nói đều đúng, tôi không bị bệnh. Bệnh nhân nào đến đây đều nói là không bị bệnh hết. Hai người đừng lo, tôi sẽ chữa trị cho em ấy. Chăm sự nhờ viện trưởng, đi thôi nào. Viện trưởng, tôi thực sự không bị bệnh. Không phải nói nữa, mau để tôi kiểm tra. Tôi đã thực sự gặp người sói trong rừng. Tôi đã bảo bạn đừng nói nữa mà, có vẻ như bệnh nặng lắm rồi. Bạn đi theo tôi. Ở đây bạn cứ chơi đùa thoải con gà mãi, nghĩ xem bạn là ai biết chưa. Nhiều người ở trong đây có thực sự bị bệnh không? Tôi đi trước nhé. Chờ chút, tôi thực sự không bị bệnh, tại sao lại không tin tôi chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Trời ơi, tôi nên làm gì bây giờ? Cậu bị làm sao vậy? Tại sao lại trốn ở đây khóc một mình thế? Ai bắt nạt cậu nói tôi biết. Tôi đang đi dã ngoại với các bạn cùng lớp thì đột nhiên xe bị hỏng. Chúng tôi phải dừng lại ở trong một khu rừng và gặp phải người sói. Cuối cùng thì tôi là người duy nhất còn sống sót trong chuyến dã ngoại. Tôi nói nhưng không ai tin tôi và tống tôi vào cái nơi này. Đừng buồn nữa, tôi tin bạn mà. Thật bực mình khi những người đó lại giữ chúng ta ở lại đây trong khi họ mới là người bị bệnh. Tại sao bạn lại phải vào đây vậy? À, tại vì tôi nói trái đất hình tròn nên bị vào đây. Tức điên người bị trái đất thực sự hình tròn nhưng tôi nói không ai tin. Vãi thật, nghĩ rằng trái đất hình tròn thì được coi là bị bệnh ở đây sao? Trời gần tối rồi, sao bạn vẫn chưa về phòng? Ai thế? Trời sắp có bão, mau về phòng nào mấy đứa. Ôi không, viện trưởng đến rồi đó, mau chạy nhanh thôi nào. Chạy chậm thôi đợi tôi với. Mọi người đã về phòng hết rồi, tại sao bạn vẫn còn đứng ở đây làm gì? Tôi muốn về. Yên tâm, sẽ được về thôi. Tôi đã sắp xếp phòng cho bạn rồi, theo tôi nào. Được rồi, viện trưởng. Ở ngay đây, khi bạn đi vào từ đây phòng đầu tiên bên phải là của bạn. Tôi biết rồi viện trưởng. Hôm nay hãy nghỉ ngơi sớm đi. Nói cho tôi nếu bạn thiếu đồ gì. Ngủ ngon giúp bạn khỏe mạnh và sớm đoàn tụ với xã hội. Không bị làm sao mà bắt vào đây thì ngủ ngon kiểu gì chứ. Căn phòng này trông cũng khá được đấy. Để thử xem cái giường có em không. Cái tiếng người hét ở đâu mà sợ thế. Hình như là phát ra từ bên ngoài. Không biết có chuyện gì nữa. Tôi phải ra hóng xem chuyện gì. Sao có tiếng hét như thế mà không có ai ra ngoài xem nhỉ? Ôi không, có một người nằm ở kia. Mau ra xem nó còn sống hay chết. Ảo thật đấy, cái cảnh này sao nó quen thế. Giống như trong rừng sói. Này, bạn còn sống không đó? Bạn đang làm gì thế? Vừa tôi thấy có tiếng hét thế là tôi ra kiểm tra. Cái gì? Vậy điều gì đã xảy ra vậy? Máu vẫn còn đóng hồi, chứng tỏ chỉ vừa mới bị sát hại. Ở đây chưa bao giờ xảy ra chuyện như này cả. Từ khi bạn đến có phải bạn giết anh ta? Không phải tôi viện trưởng, anh ta đã bị giết trước khi tôi phát hiện ra. Đừng chối nữa. Xin chào cảnh sát,
có một vụ giết người xảy ra ở bệnh viện tâm thần. Chúng ta sẽ đợi ở đây, cảnh sát sẽ đến và điều tra. Cảnh sát đến rồi. Không phải tôi làm mà. Đồng chí cảnh sát ở chỗ này, không ai được phép chạm vào đó nhé. Bảo vệ hiện trường vụ án. Các chú cảnh sát nghe cháu nói này, cháu thực sự không giết anh ta. Em gái quay lại đây, tôi muốn hỏi bạn vài câu nào. Bạn có biết nạn nhân không? Cháu không biết cô ơi, cháu mới đến đây lúc sáng. Tại sao bạn không ngủ mà lại đi ra ngoài làm gì? Cháu đang ngủ ngon thì tự dưng giật mình nghe thấy tiếng hét ở ngoài. Thế là cháu đã ra ngoài kiểm tra và thấy anh ta đã nằm ở chỗ này rồi. Các đồng chí đây là nghi phạm. Viện trưởng, bạn đã thấy tận mắt tôi sát hại anh ta chưa? Chỉ cần xem lại cam là biết. Ở chỗ này là điểm mù, vì vậy chúng ta hãy về đồn trước. Làm theo các đồng chí nói đi. Được rồi, đồng chí cảnh sát phải trả lại sự trong sạch cho cháu. Yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra ra được thôi. Về đến đồn rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy lời khai của bạn nhé. Phải kể chi tiết tất cả, theo tôi nào. Đội trưởng, đây là những người liên quan đến vụ án mạng ở viện. Được rồi, mọi người đã vất vả cả đêm rồi. Chúng ta bắt đầu nhé, bạn sẽ là người đầu tiên khai. Vâng, cháu sẵn sàng rồi ạ. Khi sự việc xảy ra bạn ở đâu? Cháu đang ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng hét thì ra ngoài xem. Thì phát hiện ra nạn nhân, cháu nghi ngờ đây là âm mưu của người sói. Cháu thực sự không giết anh ta. Người sói ư? Nó bị bệnh nặng rồi, trước tiên hãy nhốt lại đã. Cháu không bị bệnh, cháu nói thật đó. Người sói thực sự có tồn tại, đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Được rồi, vào đó đi, hãy cứ ở trong đó, chúng tôi sẽ điều tra kỹ vụ này. Hãy nghe cháu là người sống sót duy nhất sau vụ tấn công của người sói. Chú cảnh sát đừng bỏ đi mà. Ôi vãi, đau thế, có điện ở hàng rào. Có điện ở hàng rào mà cảnh sát không cảnh báo tôi. Được lắm, cứ đợi tôi ra ngoài thì biết tay. Thật tức quá, không hiểu sao lại đen như chó mực thế này. Buồn quá, không biết tôi phải làm sao nữa đây. Vừa mới thoát ra khỏi miệng sói thì giờ lại vướng vào vụ án giết người. Cô gái, đừng khóc nữa, yên tâm là chúng tôi sẽ điều tra ra thôi. Cảnh sát, cuộc điều tra như thế nào rồi? Tôi không phải kẻ giết người. Được rồi, tôi sẽ ra ngoài ngay đây. Ra đây ngoài nào, tôi muốn hỏi bạn một vài điều. Vâng, cháu ra ngay đây, ở lại bị điện giật. Bạn được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần. Cháu không bị bệnh. Ở thành phố chúng ta, người bị tâm thần giết người không cấu thành tội phạm. Đúng vậy. Cảnh sát, cháu bị tâm thần và không có năng lực phạm tội. Mau thả cháu ra đi. Vì vậy bạn là người nguy hiểm nên chúng tôi sẽ trả bạn về viện tâm thần. Bạn sẽ tiếp tục điều trị ở viện dưới sự giám sát của chúng tôi. Cháu sẽ được đưa trở lại viện sao? Thật tuyệt quá. Vậy thì chúng ta đi thôi nào cảnh sát. May quá, càng nhiều người giám sát tôi thì tôi càng an toàn. Với sự xuất hiện nhiều cảnh sát như này thì bố người sói cũng không dám làm gì. Tại sao đồng chí lại đưa cô ấy về đây? Cô ấy có tinh thần không ổn định, vì vậy sẽ được đưa về đây điều trị. Được rồi, chúng tôi sẽ giúp cô ấy khỏe nhanh nhất có thể. Các cậu đi qua đó và hai người sẽ ở lại đây giám sát. Đồng chí đang làm gì vậy? Vậy là sao? Cô ấy là người nguy hiểm, vì vậy chúng tôi cần giám sát cô ấy. Tốt quá rồi, vậy là tôi sẽ được cảnh sát bảo vệ an toàn. Đừng nhìn nữa, tôi không mong đợi được bảo vệ khi giết ai đó đâu. Không phải viện trưởng nói tôi bị bệnh sao? Bệnh nhân hãy quay về phòng bạn và ở trong đó. Tôi chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho bạn càng sớm càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn phải chịu trừng phạt vì đã giết người. Đã nói là tôi không bị bệnh và không giết ai mà. Thôi được rồi, vào trong phòng và nghỉ ngơi đi. Tôi biết rồi viện trưởng, bạn đi ra ngoài đi. Đúng là kẻ tâm thần giết người. Lang băm, hôm nay chắc chắn sẽ an toàn vì có rất nhiều cảnh sát ngoài kia. Có vẻ như là trời cũng đang sắp tối rồi. Hôm nay có thể ngủ một giấc ngon rồi. Cái gì thế? Đang ngủ ngon mà ai lại làm ồn vậy hả trời? Cô gái dậy ngay đi nào. Có chuyện gì thế? Chúng tôi cần vào một chút. Có chuyện gì mà lại làm phiền cháu ngủ thế? Sĩ quan trực ban đã tự sát vào ngày hôm qua. Hiện trường vụ án ở bên ngoài, mau đi theo chúng tôi. Chẳng lẽ người sói lại tấn công? Ngươi thật là đáng chết người sói. Vãi trưởng, tại sao lần này lại tàn ác như vậy? Cảnh sát, cháu nghĩ đây không phải tự sát mà là bị giết đó. Rất có thể là do người sói đã gây ra. Người sói? Đội trưởng, có manh mối mới. Chúng tôi đã tìm thấy một cuốn sách ở gần đây. Cháu đã thấy cuốn sách này, giống như trong rừng sói. Cuốn sách này nó gì vậy? Một người khác sẽ đăng xuất tối nay, vậy ai sẽ là người tiếp theo đây? Đúng là một kẻ giết người ngông cuồng. Đừng để tôi bắt được không thì. Lần này cảnh sát đã tin vào những gì cháu nói chưa nào? Chúng tôi phải điều tra mọi thứ và mọi giả thiết. Bạn biết kẻ giết người là ai sao? Cháu không biết là ai, nhưng cháu đã trải nghiệm việc này rồi. Cháu là người sống sót duy nhất sau vụ người nói tấn công. Được rồi, hãy kể cho chúng tôi. Sau khi sống sót qua vụ đó, cháu thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Thông tin của cháu và các bạn cùng lớp đã không còn tồn tại nữa. Những gì bạn nói rất mơ hồ. Chúng tôi không thể tin nó khi không có bằng chứng. Tại sao cảnh sát lại nhốt cháu lại? Chú không tìm kiếm bằng chứng sao? Chúng tôi có cách riêng. Hai người mang cái xác về đồn trước đi. Hãy cho cháu đi tìm người sói cùng đi chú cảnh sát. Vì lý do an toàn, bạn lên ở trong phòng và không ra ngoài. Chúng tôi sẽ huy động thêm người để điều tra vụ án. Chờ chút, hãy để cháu ra ngoài tìm manh mối. Hãy tin vào năng lực của chúng tôi. Thôi được rồi, dù sao cũng không được đi ra ngoài thì tôi sẽ ngủ tiếp. Cảnh sát, bệnh viện chúng tôi chưa bao giờ xảy ra trường hợp này. Chúng tôi đã phải hy sinh một đồng đội. Vì vậy,
Dù bất kỳ khó khăn nào chúng tôi phải tìm cho ra kẻ giết người. Chúng tôi không biết gì cả nhưng hiện tại các bạn đang làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của bệnh nhân. Chúng tôi sẽ lưu ý việc đó. Hãy dẫn người đi kiểm tra bệnh viện, đồng thời tăng cường tuần tra không cho phép ai ra vào. Rõ chưa? Yên tâm, đội trưởng tôi làm ngay đây. Mau chia ra, hãy tìm kiếm cẩn thận, đừng bỏ sót chỗ nào cả. Ngoài trời mưa to quá, không biết mọi người đã tìm được gì chưa? Tôi phải tìm người để hỏi mới được. Bạn mau qua đây. Có chuyện gì vậy đội phó? Tình hình thế nào rồi? Bạn đã tìm được manh mối gì chưa vậy? Vẫn chưa tìm thấy gì, tôi cũng không tìm thấy gì. Mau đi tìm kiếm tiếp đi nào. Ngủ nhiều quá cũng chán, không biết tình hình bên ngoài thế nào. Ra ngoài xem nào. Đứng lại, đội trưởng có lệnh bạn không thể ra ngoài. Cháu ra ngoài xem tình hình chút thôi. Không được đâu, cô gái. Viện trưởng đang làm gì ở đây vậy? Tôi muốn hỏi là bạn có liên quan đến những vụ án mạng này không? Nó nghĩa là gì? Cái gì mà bạn gọi là người sói đó? Ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh viện. Có phải bạn được bệnh viện khác cử đến gây rối? Thật là vớ va vớ vẩn mà. Càng nghĩ mà càng cay. Làm thế nào mà bạn có thể trở thành viện trưởng được chứ? Cảnh sát đang ở đây, bạn lại muốn làm gì tôi hả? Tình hình hiện tại phải tìm ra người sói chứ không phải lo về doanh thu. Nhưng doanh thu của bệnh viện chúng tôi đang bị ảnh hưởng. Viện trưởng thực sự quan tâm đến tiền hơn là mạng sống. Muốn bệnh viện trở lại bình thường thì phải mau tìm cho ra người sói. Vậy bạn còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm người sói đi. Đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cuối cùng cũng được ra ngoài tìm manh mối rồi. Viện trưởng, nghỉ ngơi chút được không? Không được, phải tìm ra manh mối đã. Nhưng trời đang mưa rất là to đấy. Thôi được rồi, chúng ta đến chỗ phía trước kia trú mưa. Hay quá, mau đi thôi nào viện trưởng. Tìm kiếm bấy lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy cái manh mối gì cả. Chỉ cần người sói trốn trong bệnh viện chúng ta sẽ tìm ra nó thôi. Tôi hy vọng là vậy. May là được nghỉ ngơi rồi. Đi dưới trời mưa làm tôi mệt và ướt quá. Không biết khi nào thì trời sẽ tạnh mưa nữa. Ai biết được, thấy báo mưa mấy ngày. Nhìn kia, ở đằng kia có cái dương. Có dương ở đây kỳ lạ thật. Lẽ nào có manh mối? Đúng là có cuốn sách bên trong này. Đây có phải là manh mối bạn tìm kiếm? Mau mở xem nó nói gì nào. Nó nói kẻ giết người ở trong bệnh viện tâm thần đó. Thật sao? Tại sao bệnh viện của tôi lại xui xẻo vậy? Nó cũng xảy ra với tôi khá là đen đó. Hãy nói manh mối này với cảnh sát nào viện trưởng. Đúng rồi, cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được kẻ giết người. Nhanh lên nào, mưa tạnh rồi chúng ta phải tìm cảnh sát mau. Tôi biết rồi, sao viện trưởng lại dừng lại thế? Máu, có chuyện gì xảy ra vậy? Không ổn rồi, lại có ai đó bị sát hại sao? Chúng ta hãy vào xem. Ôi vãi. Vừa rồi lúc cháu đi thì chú cảnh sát này vẫn ổn mà. Không phải là do cháu sao? Do cháu. Bởi vì cháu đi ra ngoài mà không được phép. Hai lính canh buộc phải một người đi báo cáo tình hình cho tôi. Vậy là chỉ còn một người đã tạo điều kiện cho kẻ sát nhân. Cháu không nghĩ mọi việc lại xảy ra như vậy. Chúng tôi nhất định phải điều tra vụ này đến cùng. Đúng rồi, cháu và viện trưởng đã tìm ra được manh mối rồi. Nó nói người sói ở trong viện tâm thần. Đưa tôi xem nhanh. Đây cảnh sát. Tông môn kẻ sát nhân này dám coi thường cảnh sát. Đội phó, mau tập hợp tất cả mọi người đến đây. Chúng ta sẽ lật tung từng mọi chỗ ở đây. Đội trưởng, tất cả bệnh nhân trong viện chúng rồi đều ở đây. Hóa ra là có rất nhiều bệnh nhân ở đây. Nhưng có phải tất cả ở đây đều bị bệnh không? Tôi sẽ nói với mọi người một tin. Bệnh viện đang gặp khủng hoảng về người sói. Ai đó không rõ muốn giết tất cả mọi người ở đây. Mọi người hãy yên lặng. Nếu ai đã chốt dại hãy đầu hàng sẽ được khoan hồng. Tôi đang nghi ngờ là có gì đó không ổn với bệnh viện này. Nhân cơ hội cảnh sát điều tra có lẽ sẽ tìm ra được điều gì đó. Cảnh sát sẽ ra sao nếu không có ai ra đầu thú? Vậy thì tôi sẽ nhốt mọi lại rồi tra tấn bằng da thì thôi. Không làm vậy được đâu cảnh sát. Chính bạn đã tìm ra manh mối người sói đang ở đây. Vì vậy đây là cách tốt nhất có thể. Nếu mọi người đều vô tội thì sao? Không nói nhiều. Vậy còn trường hợp cháu muốn báo cáo về bệnh viện tâm thần này. Cái gì? Cháu đang nghi ngờ về cái bệnh viện này. Nguồn gốc bệnh nhân của họ không rõ ràng. Các chẩn đoán bệnh thì đều giả. Mọi điều cô gái nói có phải sự thật không? Cảnh sát nghe lời của kẻ tâm thần sao? Vậy nhiều bệnh nhân như này đến từ đâu? Tất cả đều được gia đình và thầy cô gửi đến. Hiệu trưởng của trường gần đây có thể đảm bảo cho tôi. Đội phó, mau đi điều tra hồ sơ bệnh nhân nhanh nào. Với cả hãy gọi hiệu trưởng trường học đến đây nhanh. Chúng tôi thực sự vô tội. Đội phó đưa người đến đây trước. Cô gái cháu phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Cháu biết rồi, vì vậy chú cảnh sát không được tra tấn mọi người. Nói chuyện đó sau. Đội trưởng, bạn phải tin tôi. Đội trưởng, hiệu trưởng đã đến. Vào nhanh đi, đội trưởng muốn gặp bạn. Bạn có phải là hiệu trưởng trường gần đây? Là tôi đây. Không biết muộn rồi đội trưởng muốn gặp tôi làm gì. Hiệu trưởng, bạn phải chứng minh cho tôi. Chuyện gì xảy ra thế? Có người tố cáo về hồ sơ bệnh án những bệnh nhân ở đây. Thế thì có liên quan gì đến tôi? Tôi là hiệu trưởng chứ có phải là giám đốc bệnh viện đâu. 50% số bệnh nhân ở đây đều là do hiệu trưởng giới thiệu đến viện. Đừng có nói bừa trước mặt cảnh sát. Chỉ có một số học sinh có biểu hiện bất thường tôi đã đưa đến đây để viện trưởng kiểm tra và điều trị. Tôi tiếp quản cô gái này vì hiệu trưởng nói cô bé bị điên.
tôi còn chưa kịp khám nữa. Điều này thì có vẻ đúng rồi này. Hiệu trưởng, tại sao học sinh của bạn lại mắc bệnh tâm thần nhiều vậy? Hỏi kiểu gì mà lạ vậy? Làm sao tôi biết được tôi không phải bác sĩ? Cái này bạn phải hỏi viện trưởng chứ. Hiệu trưởng, tại sao bạn lại đẩy hết trách nhiệm sang tôi? Tôi chỉ nói sự thật, việc của bạn không liên quan đến tôi. Chúng tôi không thể tin những lời bạn đã nói. Chúng tôi cần tìm vài người liên quan đến đây để đối chứng. Họ đều bị bệnh thì hỏi sao được. Đội phó, bạn mau ra ngoài tìm một số bệnh nhân từ trường gần đây vào đây để hỏi thêm tình hình nào. Đội trưởng, tôi thực sự không biết gì. Bệnh viện của chúng tôi cũng không có gian dối gì. Yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra ra sự thật thôi mà. Đúng là không tin bọn nói phép được. Ai là học sinh của trường gần đây? Được rồi, mau theo tôi nào. Đội trưởng muốn nói chuyện với bạn. Vâng, cảnh sát đang tìm tôi, sao vậy, phải đi ngay. Đội trưởng, tôi đã đưa người đến rồi. Chú cảnh sát nào muốn tìm cháu vậy? Thô lỗ quá. Điều này là bình thường mà. Cảnh sát, bạn có thấy rằng anh ta bị điên không vậy? Ông mới là người điên đó. Đội trưởng đang tìm cháu phải không? Nào, nói cho cháu biết chú muốn gì từ cháu. Đúng rồi, cháu có biết người bên cạnh không? Trông quen lắm chú ạ. Quen cái gì? Tôi không biết bạn là ai. Ôi trời, đây là hiệu trưởng trường của cháu mà. Cháu với hiệu trưởng còn solo với nhau. Cái đứa tâm thần này đang nói gì thế? Solo với nhau nghĩa là sao đấy? Đừng nghe người điên nói. Trận chiến diễn ra vào buổi sáng và tối cháu bị đưa vào đây luôn. Có phải như vậy không viện trưởng? Nhiều bệnh nhân như vậy sao tôi nhớ được? Cảnh sát hãy bắt hiệu trưởng đi. Đánh không lại cháu thì lại bảo cháu bị tâm thần. Nó bị bệnh nặng lắm rồi. Bên ngoài có tiếng gì thế? Mau ra đó xem thử nào. Nghe âm thanh này không phải là lại có người chết đấy chứ? Người sói lại xuất hiện rồi sao? Chuyện này là như thế nào? Nhiều người như vậy tại sao vẫn xảy ra chuyện như này? Có ai nhìn thấy gì không? Đúng vậy, người sói đâu rồi? Chúng tôi không thấy nghi phạm. Phán đoán đầu tiên là tự sát. Tự sát? Sao như thế được? Có điều gì khả nghi ở hiện trường không? Chúng tôi tìm thấy cuốn sách trên người nạn nhân. Là manh mối sao? Sao lại xuất hiện trên người nạn nhân? Ở Macanada quá. Cái gì cơ? Nó nói hiệu trưởng là kẻ sát nhân. Hãy nhanh chóng bắt hiệu trưởng lại. Kẻ giết người là hiệu trưởng, thế nó cứ sai sai thế nào đó. Tôi mới tới đây và đều ở cùng với các bạn, không thể bắt tôi chỉ qua một lời nói được. Bất kể lời nói này là đúng hay là sai, nhưng hiện tại bạn là nghi phạm số một nào, hãy đưa anh ấy đi. Nếu bạn không triệu tập tôi thì tôi đã không ở đây đội trưởng. Làm sao tôi có thể là kẻ sát nhân được? Mau vào bên trong đi. Với tất cả những bằng chứng hiện tại thì bạn là kẻ sát nhân. Việc đã bắt được kẻ sát nhân thì vụ án sẽ khép lại. Vãi trường, bằng chứng ở đâu ra thế? Cứ ở yên trong đây đi. Tôi sẽ cho bạn khoảng thời gian vui vẻ. Hiệu trưởng có thực sự là kẻ sát nhân, tôi thấy chuyện gì không ổn lắm. Đội trưởng, bạn có thể cho bệnh viện chúng tôi phương án nào không? Nó có liên quan gì đến việc anh ta là người sói không? Một đứa số bệnh nhân ở đây do anh ấy gửi đến đây. Điều này chứng minh hai người có quan hệ với nhau. Không, chỉ là bệnh viện chúng tôi gần trường học. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vấn đề này. Nếu không có việc gì làm thì đừng cản trở chúng tôi điều tra. Bệnh viện chúng tôi thực sự không liên quan gì. Yên tâm, chúng tôi sẽ không buộc tôi sai người. Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Đội phó đi xem hiện trường vụ án lần nữa nào. Đúng là xui xẻo quá trời mà. Tại sao họ lại kết thúc vụ án đơn giản thế nhỉ? Ai ở trên tầng thế kia? Đi đâu thế viện trưởng? Viện trưởng, không biết đi đâu mà vội thế. Tôi sẽ tự đi xem. Cái bóng đen kia là ai thế nhỉ? Nhiều người ở dưới vậy mà không để ý gì trên tầng cả. Có lẽ nào là người sói sao? Lần này tôi phải bắt nó bằng được. Kỳ lạ thật đấy. Người đi đâu rồi? Vừa mới thấy ở trên đây mà. Không biết trốn ở đâu rồi. Có cửa mở ở đây. Tôi phải đi vào kiểm tra nó. Bệnh viện tâm thần mà có lại cả một thư viện luôn. Nó trông rất sạch sẽ, khả năng là hay có người đến đây. Đây lại là manh mối sao? Sao nó lại nằm ở đây mà lại có nhiều nữa chứ? Cuốn này không có cái gì cả, trống trơn luôn. Ảo thật đấy, đáng lẽ phải có manh mối chứ nhỉ? Để tôi lấy những cuốn khác xem nào. Cuốn này cũng thế, không có cái gì cả. Phải mau đi báo chú đội trưởng cảnh sát. Tôi nghi ngờ những manh mối trước đây đều là giả. Chú cảnh sát ơi, ở đằng này này, trên tầng xa quá chắc không nghe thấy rồi. Lại phải chạy xuống nói cho mọi người biết điều tôi vừa tìm thấy. Đúng là đã mệt rồi mà lại phải chạy xuống nữa. Vậy trưởng, trời lại mưa đúng lúc thế. Tôi thấy có gì đó không tốt, lại sắp có chuyện xảy ra đây. Chú cảnh sát, cháu phát hiện ra khám phá mới. Cháu tìm thấy gì vậy cô gái? Cháu tìm thấy một số lượng lớn những cuốn sách manh mối trống ở thư viện. Có thể chúng ta đã rơi vào bẫy rồi. Thật là cay quá mà. Sao bọn chúng dám đùa giỡn cảnh sát? Đội phó mau đi theo tôi kiểm tra nào. Cô gái dẫn bọn chú tới chỗ đó nào. Tôi cũng sẽ đi đợi tôi với. Vừa rồi cháu thấy có bóng người ở trên đó, đang trốn lén lút và theo dõi chúng ta sao đấy? Mau lên chú, gần đến nơi rồi. Nếu suy nghĩ của cháu là đúng thì đây là căn cứ của người sói. Chúng ta sắp bắt được nó rồi chú. Làm sao thế này? Sách đâu hết rồi? Có chuyện gì vậy cô gái? Những cuốn sách bị mất hết rồi, vừa rồi vẫn ở đây xong. Cô gái, có phải cháu đang giở trò với chúng tôi không?
Làm gì có cái gì ở đây hả? Nó chắc chắn đã bị người bí ẩn vừa rồi nhìn lén lấy đi rồi. Cô gái, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi nữa. Chuyện này kết thúc ở đây, đội phó đi thôi nào. Chờ chút, cảnh sát tin cháu đi mà. Thật sự là có những cuốn sách manh mối ở đây. Không có bằng chứng rõ ràng dù nói thế nào thì cảnh sát cũng không tin đâu. Thực sự người sói là người khác. Không quan trọng nữa, dù sao bệnh viện cũng sắp hoạt động bình thường rồi. Người sói và sự thật không quan trọng với mọi người sao? Hình như có ai đó vừa xuất hiện. Người đâu rồi? Cái gì vậy? Lẽ nào hắn vừa xuất hiện để bỏ cuốn sách vào đó? Cuốn sách nói, hãy đến với tôi ở sân sau, bạn sẽ biết được mọi sự việc xảy ra. Sự thật, có vẻ như tôi phải làm theo lời của hắn nói xem thế nào.